Zinman mới về chiếc xe đạp thể thao Touring City Bike của hãng Bianchi, dòng C-Sport 1 từ Nhật. Xe đấu giá, đi đường máy bay về Việt Nam. Và sau đây em xin giới thiệu tổng quan chiếc xe cho các bạn để các bạn xem. Đây, nhìn từ xa vào thì tổng quan chiếc xe Bianchi C-Sport 1 này rất là đẹp. Chiếc này là đời 2018-19 đấy. Đăng ký phiếu thì em thấy là em Nhật là đăng ký 2018. Tổng thể xe có màu xanh đặc trưng của Bianchi. Chiếc này là có thông số là size 45, bánh 700c, group cơ bản là dùng group set là Acera. Đây, đi vào chi tiết nhé, bánh 700c, lốp là lốp Kenda, lốp gần như mới tinh, mới nguyên, gai vẫn còn. Xe dùng bộ group Acera Shimano, 3 đĩa 8 lít. Đấy, nước sơn màu xanh đặc trưng của B&G. Vành thì xe sử dụng vành nhôm 2 lớp. Lốp Kenda, lốp 700 nhân bao nhiêu? nhân 35C. Xe là có cái cấu hình là khung nhôm, càng nhôm, giò dĩa của Shimano, pedal Shimano. Đây, khung nhôm thì có cái cấu mới hàn như này. Đây là tem của hãng của cái cửa hàng bán xe bên Nhật là Asahi Cycle. Đấy, thì có cái đăng ký là 2018. Đây là cái tem, đây tem Bianchi, thể hiện cái chất liệu khung gôn đây. Đây là chữ model C-Sport. C-Sport. Đấy, tem cảnh báo. Chén cổ dùng của FSA. Tay nắm vẫn còn màu nguyên. Chủ cũ người ta bên Nhật người ta đi rất là ít. Phanh V brand của Shimano. Tay nắm này, chuông, đèn phản quang và logo Bianchi. Logo rất là đẹp, đặc trưng. Lốp trước này càng là càng nhôm. Xe hai bên càng thì thông thường thì nó sẽ rất khó tránh những vết xước, nhưng mà xe này gần như không có vết xước. Nắp của theo xe các Shimano. Đây, vành này, vành nhôm 2 lớp, lốp 700 x 35C. Còn rất là mới. Đây, khung xe. Khung xe có vết vận chuyển cái lip nó cạ vào khung xe, đâm ra bị xước một tí ở khung, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì cả. Đây, tem này, tem gửi xe tại Nhật này. Đây, mã vạch, mã cốt này. Mã cốt là Bianchi. Xe này có made in là sản xuất tại Trung Quốc, nên China. Nhưng quan trọng nhất là xe được dùng trong thị trường nội địa Nhật và đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn của Nhật. Đấy, cho nên là mặc dù sản xuất ở đâu thì quan trọng nhất vẫn là cái chất lượng và thương hiệu của nó. Đây, thì các bạn nhìn lại tổng quan chiếc xe Bianchi nhà Zinbike. Nhà em thì chuyên xe đấu giá của Nhật về, những xe mà chất lượng, các thương hiệu như Bianchi, đặc biệt là Bianchi là nhà em rất quan tâm và rất nhiều, mua đấu giá rất nhiều về.
Thứ hai là hãng xe Trek, Trek và Cannondale cũng như Gian và nhiều hãng khác nữa. Đấy, các bác quan tâm thì liên hệ với Tim Mai nhá. Địa chỉ nhà Tim Mai là 325 Giảng Võ. Yên các nhìn này, Yên nó vẫn còn tất cả nguyên bản zin theo xe nhá, sơn xe zin theo xe nhá. Không có một cái gì là lai tạp ở đây cả. Đấy, các bác mà quan tâm thì liên hệ với lại nhà Tim Mai. Những cái xe này mới ở bên Nhật thì ví dụ năm nay chẳng hạn thì nó rơi vào 90 trên dưới 90.000 yên. Thì nó khoảng gần 20 triệu. Đấy là xe mới chưa tính thuế với cước vận chuyển. Đấy, còn xe này về nước dùng nước gần như mới tinh này thì về nhà Jimba thì nó thuộc phân khúc là từ 14, 15 đến 17, 18 triệu một chiếc tùy vào độ đẹp và độ chức. Đấy, xin kết thúc video ở đây nhé.